Về già, người khôn ngoan không bao giờ để lộ ba bí mật này với con cái. Kính chào quý vị khán giả đang theo dõi kênh Vạn Điều Ý Nghĩa. Quý vị thân mến, cười cả thế giới cùng cười với bạn, song khóc bạn chỉ có một mình. Thế nên, để những ngày tháng cuối đời không trở nên u buồn tăm tối, cách tốt nhất là cha mẹ không nên tiết lộ những bí mật này cho các con của mình. Chỉ một phút buột miệng thôi cũng có thể khiến những ngày tháng cuối đời đang tươi đẹp của bạn bỗng hóa thành đau buồn bi thương. Với ba bí mật sau đây, tuổi già không may tiết lộ một điều thôi cũng khiến bản thân vướng vào những phiền toái rắc rối, gia đình tan cửa nát nhà. Vậy ba bí mật đó là gì mà lại mất mát nhiều đến như vậy? Hãy cùng Vạn Điều Ý Nghĩa lắng nghe và chiêm nghiệm qua các câu chuyện đời thường quý vị nhé. Thứ nhất, những xích mích của hai vợ chồng. Lấy chồng cách nhà hơn chục cây số, công việc không quá bận bịu, nhưng nhiều khi cả tháng trời, chị Vân Ngọc ở Hoàn Kiếm, Hà Nội mới về thăm nhà ngoại một lần. Con cái nào cũng muốn cuối tuần, ngày nghỉ hoặc thỉnh thoảng lại có dịp tụ họp quây quần gia đình cho vui vẻ. Nhưng ở nhà tôi, cứ mỗi lần về với bố mẹ là đau hết cả đầu vì ông bà suốt ngày cãi vã, người nọ mách tội người kia. Chị Ngọc than thở. Chị kể, bố chị vốn tính ra trường từ khi còn trẻ. Một lời ông nói ra là nhất nhất mấy mẹ con phải vâng dạ răm rắp nghe theo. Mẹ chị khi còn trẻ thì tính tình hiền lành, nhường nhịn nên gia đình êm ấm. Nhưng càng về già, sức chịu đựng có hạn. Thế nên chuyện hai ông bà khẩu chiến ngày càng trở nên như cơm bữa. Có hôm, cả nhà vừa ngồi vào bàn ăn, ông lầu bầu. Nhà này có thiếu tiền mua muối đâu mà bà nấu canh như là nhạt thách, ăn chả ra cái vị gì. Bà không ăn nhạt được thì nấu riêng ra mà ăn. Bà cũng chẳng kém lời. Ông không nhớ bác sĩ nhắc cái bệnh của ông là phải ăn nhạt đó hả? Hay ông chán cái thân già này rồi, muốn đi gặp các cụ trước thì để từ mai tôi nấu mặn. Chưa dừng ở đó, bà hạ giọng đế thêm. Có bệnh có tật mà cấm có chịu ăn kiêng ăn khem, cứ ăn bừa ăn phứa rồi chết vì miếng ăn có ngày. Ông nghe vậy lập tức lớn tiếng. Đấy, chính bà mới là đang rủa tôi đấy. Lần khác, chị Ngọc đưa mấy đứa trẻ về thăm ông bà. Lúc ngồi ăn, con trai chị chồm hẳn người vào mâm cơm, chọn gắp miếng thức ăn ngon nhất. Thấy vậy, bà nhắc cháu. Cháu muốn ăn món gì bảo mẹ lấy cho, không được chồm người vào tận nơi như vậy. Thế là không lịch sự. Người ta bảo ăn trông nồi, ngồi trông hướng cháu ạ. Ông cười khẩy, nói bâng quơ. Nó bé tí, nó biết gì mà lịch với trả sự. Người lớn còn chưa ăn trông nồi, ngồi trông hướng được, lại còn đòi trẻ con. Bà tím mặt. Ông vừa vừa thôi, định mượn thằng bé để nói ai đấy. Nó bé thì mới cần phải dạy bảo, chứ nó lớn rồi mà còn ăn uống như thế, người ta bảo là mất dạy đấy. Cứ những chuyện đại loại như thế, chẳng lần nào về nhà mà được vui. Thậm chí ông bà cũng chẳng chịu đóng cửa cãi nhau, mà để cho con cái cứ về đến đầu phố là nghe hàng xóm mách chuyện ông bà lại vừa khẩu chiến. Chị Ngọc kể. Chị Ngọc bảo mình đã góp ý nhiều lần rồi rằng ông bà đã già nên nhường nhịn hòa thuận để làm gương cho con cháu. Nhưng ông bà cứ ậm ừ được một hai hôm rồi lại đâu vào đấy. Chuyện của bố mẹ anh Toán ở phường Vĩnh Hưng, quận Hoàng Mai lại khác. Bố anh từng là một giám đốc tài năng, một công ty trong tay có hàng ngàn quân. Nói có người nghe, đe có người sợ, được nhiều đối tác và nhân viên nữ hâm mộ. Khi về hưu, quanh đi quẩn lại ở nhà, suốt ngày chạm mặt với bà vợ già, khiến ông trở nên buồn chán, khó tính, suốt ngày soi mói, phê phán bà,
từ cử chỉ hành động sơ sảnh nhỏ đến cách ăn mặc. Ngược lại, bà cũng có nhiều cơ hội để gần gũi và theo dõi ông hơn. Ông vừa qua tuổi 60 vẫn còn giữ nguyên vẻ tráng kiện hào hoa, nên bất cứ cô gái trẻ nào dù đáng tuổi con cháu khi gặp ông vẫn mến mộ hồ hởi chú cháu cháu díu ra díu dít. Ông cũng hào hứng hòa chung niềm vui, trò chuyện nở như ngô giang, khiến bà chứng kiến mà như ngồi trên ổ kiến lửa. Cứ 2 phút lại lườm nguyết một lần. Sau mỗi lần như vậy, ông bà lại chiến tranh lạnh với nhau và chiến tranh lạnh luôn với cả con cháu. Ông ngồi im ở một góc bàn, lặng lẽ hút thuốc. Còn bà thì kêu mệt, không muốn ăn uống, không muốn trò chuyện với ai. Chỉ tội con cháu phải phân công nhau ra, người thì năn nỉ ông, người thì thủ thỉ với bà để mong cho hòa bình lập lại. Anh Toán kể về những cuộc chiến tranh lạnh trong nhà mình. Theo các chuyên gia tâm lý, không phải cứ sống với nhau đến già là hạnh phúc đã tròn đầy viên mãn. Tiến sĩ tâm lý Đinh Đoàn cho rằng, khi còn trẻ, hàng loạt nỗi lo mưu sinh, con cái, mua nhà, mua cửa đã phần nào lấn át đi các mâu thuẫn tính cách cá nhân giữa hai vợ chồng. Giờ có tuổi rồi, giàu thì cũng không giàu thêm nữa. Không có việc gì để làm, hai vợ chồng cứ bước ra bước vào lại chạm mặt nhau thì sẽ khó tránh khỏi tình trạng đôi bên ngứa mắt. Mặt khác, về hưu thường sẽ mang lại một cú sốc cho người trong cuộc sống, nhất là những người vốn trước đây có chức tước, bận rộn, bây giờ bỗng thấy mình trở nên vô dụng. Cũng theo các chuyên gia tâm lý, khi còn trẻ, tình cảm thanh xuân còn dạt dào, nhẹ thì hờn dỗi, nặng thì xung đột, mâu thuẫn, thường ở bề nổi, ồn ào, mà các cặp vợ chồng gọi là chiến tranh nóng. Khi bước vào tuổi xế chiều, bao nhiêu giận hờn, khó chịu chất chứa, tích tụ theo năm tháng, đến lúc này càng ngày càng đầy ứ lên, lúc nào cũng chỉ trực trào ra, như nồi cháo sôi sùng sục. Ở tầm tuổi mà tình cảm và kinh nghiệm sống đã trải qua nhiều cung bậc trong cuộc đời, tính cách đã trầm đi, đã đằm xuống, thì mâu thuẫn của các đôi vợ chồng già lại biểu hiện theo xu hướng sâu lắng hơn, kiểu chiến tranh lạnh, nghĩa là hạn chế đối thoại với nhau để tránh xung đột. Để hạn chế những xung đột tuổi già, các chuyên gia cho rằng xã hội phải hướng tới việc tạo ra nhiều việc làm cho các cụ, tạo điều kiện cho các cụ tham gia vào các hoạt động của địa phương, xã hội để bớt chán và thấy mình có ích. Đồng thời, con cháu nên khuyến khích các cụ tập thể dục, tham gia câu lạc bộ thơ, văn, hạn chế thời gian ngồi không. Vợ chồng già chạm mặt nhau nhiều dễ gây ra tranh cãi. Thưa quý vị, trong sinh hoạt gia đình, vợ chồng khó tránh được lúc xích mích căng thẳng. Song khi về già, chúng ta không nên chia sẻ quá sâu với con cái về điểm không hài lòng của người bạn đời, bởi điều đó có thể ảnh hưởng không tốt đến hòa khí gia đình. Nếu bạn đời biết, mối quan hệ vợ chồng dễ bị tổn thương. Nếu con cái biết, chúng sẽ sinh ra những suy nghĩ không tốt đẹp về bố mẹ. Khi mâu thuẫn giữa cha mẹ tăng lên, dù con cái đứng về phía ai thì chúng đều gây tổn thương cho cả hai. Do đó, nếu chuyện đó là câu chuyện của hai vợ chồng, chúng ta nên khéo léo tìm cách giải quyết êm đẹp. Đó là cách xử lý khôn ngoan mà những người tinh tế mới có thể làm được. Thứ hai, khoản tiền tiết kiệm. Ông Dương năm nay đã 69 tuổi, có một con trai và một con gái. Con gái thì lấy chồng xa, còn con trai đã mua được nhà ở trên thành phố. Vợ ông không may đã mất cách đây 10 năm. Ông sống một mình ở quê, lúc ốm đau không ai biết, lúc ngã cũng chẳng ai chăm sóc. Cách đây vài năm, ông nhận thấy thị lực của mình giảm đi đáng kể, nhìn cái gì cũng đều mơ hồ, thỉnh thoảng còn xuất hiện bóng đen. Bác sĩ trong thôn nói với ông rằng ông mắc bệnh đục thủy tinh thể
và yêu cầu ông cần nhanh chóng đến bệnh viện thành phố để làm phẫu thuật. Ông bắt xe buýt lên thành phố tìm con trai. Đứa con đón ông với thái độ chưng hửng. Ông nói mình còn thiếu tiền để làm phẫu thuật. Vậy mà đứa con chỉ đưa ông vài đồng chiếu lệ, còn bảo ông đi tìm đứa con gái để lấy nốt phần còn lại. Ông Dương tức giận đến bật khóc vừa gọi con gái. Cuối cùng, con gái cũng đưa tiền cho ông. Con gái cũng trách ông vì ngày xưa đã tiêu hết tiền cho con trai của mình. Nhắc, ông mới nhớ, ông Dương khi còn trẻ rất có năng lực. Thậm chí, ông còn mở một cửa hàng nhỏ, cũng dành dụm được ít tiền. Nhưng ông ấy đã sai. Cái sai của ông là nói hết với con trai của mình rằng mình có bao nhiêu tiền tiết kiệm. Điều ông ấy nghĩ lúc đó là vợ đã mất rồi, giờ chỉ còn trông chờ vào đứa con trai chăm sóc lúc về già thôi, nên mới nói hết với con mà không giấu giếm chút nào. Sau khi biết ông có bao nhiêu tiền tiết kiệm, đứa con trai mua gì cũng đều tìm đến ông. Mua xe cũng tìm đến ông, mua nhà cũng tìm đến ông, thậm chí cả tiền học cho con cũng tìm đến ông. Ông Dương khuyên cậu ta nên tự lực cánh sinh, nhưng cậu con trai đáp trả: bố có nhiều tiền tiết kiệm như vậy, không phải là giữ lại cho con tiêu à? Một bên khác, cô con gái cũng rất bất bình với ông, cho rằng ông quá thiên vị, tiêu hết tiền cho con trai của mình. Nhưng điều mà ông Dương không ngờ là sau khi đứa con trai đã tiêu hết tiền tiết kiệm của mình, anh ta đã trở mặt. Không những bỏ mặc không để ý đến ông, mà còn thường ghét bỏ ông hay ốm yếu, bệnh tật, tiêu tiền linh tinh. Một trong những điều mà ông Dương đặc biệt hối tiếc lúc này là lúc đó đáng ra không nên nói hết số tiền tiết kiệm của mình cho đứa con trai của mình biết. Tình thân có lúc cũng chỉ đến thế mà thôi. Người ta đều nói máu mủ tình thâm là mối quan hệ không thể phá vỡ. Nhưng bạn thấy đấy, vẫn có một số người trong mắt họ chỉ có lợi ích và vụ lợi, không có nhiều tình cảm đáng nói đến như thế. Đối với loại người như vậy, dù bạn có đối xử chân thành, hết lòng hết dạ với chúng, thì cũng sẽ chỉ đưa bản thân vào thế bị động và làm điều chính mình bị tổn thương. Quý vị ạ, về già hãy giữ cho mình một khoản tiền tiết kiệm phòng khi ốm đau, bệnh tật. Khi tuổi đã cao, chúng ta trở nên già yếu, nhưng cũng không nên quá dựa dẫm vào con cái để giữ sự tôn nghiêm cho chính bản thân. Tiền tiết kiệm sẽ đem đến cho chúng ta cảm giác an toàn. Đây cũng là sức mạnh để cho chúng ta chống lại rủi ro và làm chủ cuộc sống của mình. Số tiền tiết kiệm trong tay chính là thứ để chúng ta dựa vào và là tấm lá chắn bảo vệ giúp an nhàn tuổi già. Nếu tiết lộ toàn bộ số tiền này, chúng ta sẽ gặp hai tình huống. Một là những người con biết suy nghĩ sẽ không màng đến khoản tiền đó. Song cũng có thể rơi vào tình huống như ông Dương. Một phút buột miệng, chúng ta cũng có thể khiến những ngày tháng tuổi già của mình trở nên đáng buồn. Thứ ba, một sự lựa chọn thiên vị. Chị Hoài có chia sẻ với Vạn Điều Ý Nghĩa về câu chuyện của chồng như sau. Em lấy chồng đã 10 năm, cuộc sống có nhiều khó khăn, nhưng vợ chồng đồng lòng nên cũng vượt qua. Ba mẹ chồng em là trí thức về hưu. Lúc cưới nhau, vợ chồng em vừa ra trường đi làm, em trai chồng em vừa vào đại học. Ba mẹ rất hay nói với tụi em về những nhu cầu phát sinh của em trai. Ví dụ, Tèo muốn mua laptop mới, Tèo muốn đi học tiếng Nhật. Và cuộc trò chuyện thường kết thúc khi chồng em nói sẽ đưa Tèo một số tiền dù anh không hề dư giả. Em để ý thấy anh không muốn ba mẹ có mặt trong các dịp quan trọng. Ngày nhận bằng thạc sĩ anh cũng giấu, dù nhà chồng em rất gần nơi anh nhận bằng. Lúc anh bị tai nạn, lúc nhà xuống cấp cần tiền để sửa chữa, anh cũng không nghĩ đến ba mẹ.
em thường báo tin cho ba mẹ biết, nhưng phản ứng của họ cũng ngượng ngập, thường không nhiệt tình. Lúc anh tai nạn phải nhập viện, ba mẹ chỉ đến thăm như khách. Gần đây, con em bị nhiễm trùng máu, nguy hiểm đến tính mạng. Khi vợ chồng em đang sửa nhà, tụi em vừa phải lo việc nhà, vừa chạy đôn chạy đáo trong bệnh viện. Mẹ chồng em vào thăm một lát rồi nói, giờ phải về giữ con cho thằng Tèo đi dạy. Mẹ vừa dứt lời, chồng em nhìn thẳng vào mặt bà, nói, con xin mẹ đừng xuất hiện khi con đang khổ sở nữa. Tất cả đều sốc. Ba mẹ ra về trong giận dữ, họ không giày la hay hỏi vì sao anh nói vậy. Đêm đó, anh tâm sự với em rằng ba mẹ không thương anh. Lúc anh 4 tuổi thì mẹ sinh Tèo. Ba mẹ ngủ với Tèo để anh nằm một mình ở giường bên cạnh. Cùng một nhà nhưng anh lớn lên thiếu thốn như con nhà nghèo, còn Tèo thì xài xăng như cậu ấm. Anh điểm lại mọi biến cố trong hôn nhân của hai đứa để chứng minh cho em thấy. Trong lúc anh đang khốn khổ thì ba mẹ vẫn chỉ chạy theo chăm sóc mọi nhu cầu của Tèo. Anh đã nói, đã chặn ba mẹ trên mọi kênh liên lạc rằng sức anh chỉ đến đó. Em biết, vết thương của chồng em rất khó để xoa dịu, nhưng em tin rằng ba mẹ cũng rất thương anh. Họ có thể đã vô tâm, nhưng cũng không đáng trách bị con trai đoạn tuyệt. Liệu em có thể làm gì để hàn gắn? Thưa quý vị, bàn tay có ngón dài ngón ngắn. Cha mẹ khó có thể bảo đảm hoàn toàn rằng mọi đứa trẻ đều được công bằng, đặc biệt trong những gia đình đông con. Lựa chọn thiên vị không phải là vấn đề quá lớn. Tuy nhiên, nếu bạn thể hiện và tiết lộ quá ưu ái thiên vị một người con nào, sẽ gây mâu thuẫn giữa các anh chị em trong gia đình. Quan hệ cha mẹ với con cái cũng vì thế mà ảnh hưởng. Cuối cùng, những mâu thuẫn này dễ dẫn đến xích mích, rạn nứt tình cảm gia đình. Thậm chí, nhiều người từ mặt người thân bởi anh em không được bố mẹ đối xử công bằng. Vì không được bố mẹ ưu tiên, một số người con sinh ra tâm lý không muốn báo đáp, phụng dưỡng cha mẹ. Chính vì vậy, những người cha mẹ biết nhìn xa trông rộng sẽ cân nhắc và suy nghĩ trước khi hành động, đảm bảo không gây ảnh hưởng tiêu cực đến các thành viên trong gia đình. Và trong phần cuối của chương trình hôm nay, kính mời quý vị và các bạn cùng lắng nghe câu chuyện Bố Dượng. Ông ấy đã hơn 50 tuổi, lấy mẹ tôi cũng vì muốn người bầu bạn lúc tuổi già. Ông không có điểm gì nổi trội ngoài khả năng nấu ăn và tấm lòng chân thật. Nhưng khi tiếp xúc với ông, tôi mới nhận hiểu ra sự thật hai chữ người nhà. Sau khi bố tôi mất được 3 năm, ông ấy đến nhà tôi. So với người cha của tôi, ông ấy tầm thường đến nỗi chẳng có ưu điểm gì đáng để nói đến. Nhưng mà người mẹ ngoài 50 tuổi cần có một người bầu bạn, mà yêu cầu của người già đã ngoài 50 tuổi đối với một nửa kia rất nhiều khi chỉ cần phẩm cách tốt là được rồi. Về mặt này, ông ấy có đủ điều kiện, bởi ông là người tốt nổi tiếng gần xa, là người thật thà chất phác. Cái hôm gặp gỡ lần đầu tiên với mẹ tôi, ông ấy rất bối rối, bởi vì ông biết rất rõ rằng mọi phương diện của mình đều không có ưu thế. Nhà thì chật hẹp, tiền lương thì ít, chẳng qua chỉ là một công nhân phổ thông nghỉ hưu. Hơn nữa, nhà của cậu con trai vừa mới kết hôn cũng chỉ cần đến sự giúp đỡ của ông. Nói thật lòng, mẹ tôi cũng chỉ là vì nể mặt người mai mối nên mới quyết định đến gặp ông ấy. Và cuối cùng, mẹ đã sinh ra thiện cảm đối với ông bởi tài nghệ nấu nướng của ông. Sau khi gặp mặt, ông ấy nói, bà Lý này, tôi biết điều kiện của bà rất tốt, không thiếu gì cả. Nói thật, tôi không có gì đáng để gửi tặng bà, nhưng dù thế nào, chúng ta cũng hãy thử quen nhau xem sao. Chiều nay, bà hãy ở lại nhà tôi dùng cơm đạm bạc nhé. Tấm lòng chân thành của ông khiến mẹ tôi không nỡ từ chối, và bà đã ở lại.
Ông không để bà động đến một việc gì, đã làm một bát canh với 4 loại rau, đặc biệt là món bí ngô nấu thịt, mẹ tôi đã ăn ngon đến không nỡ đặt đũa xuống. Trước khi đi, ông đã nói với mẹ tôi rằng, sau này nếu như muốn ăn nữa thì hãy đến đây. Nhà tôi tuy không khá giả lắm, nhưng chiêu đãi món bí ngô thì không tốn công sức tí nào. Về sau, mẹ tôi lần lượt gặp mấy người não liên khác. Nhưng mà, tuy điều kiện của mỗi người đều tốt hơn ông ấy, nhưng cuối cùng mẹ tôi vẫn chọn ông. Lý do thật ra cũng được xem là ích kỷ. Bà ấy đã phục vụ và chăm sóc ba tôi hơn nửa đời người. Lần này, bà muốn một lần làm đối tượng được người ta chăm sóc lại. Cứ như vậy, ông ấy và mẹ tôi đã đến với nhau. Người ngoài hay là người nhà? Hôm đó ông ấy, mẹ tôi, thêm tôi nữa, còn cả gia đình ba người con trai của ông cũng dùng một bữa cơm với nhau. Tôi đặc biệt sắp xếp bữa cơm này trong một khách sạn 5 sao sang trọng. Trên bề mặt thì thấy là vì để bày tỏ sự coi trọng đối với ông. Thật ra là muốn thông qua đó mà thể hiện đẳng cấp của mình. Khi rời khỏi khách sạn, ông nhẹ nhàng nói với tôi, từ nay chúng ta là người một nhà với nhau rồi, là hai bố con đấy. Sau này nếu con muốn mời bố ăn cơm thì chỉ việc đi đến những quán ăn bên đường là được rồi. Ở đó bố sẽ ăn được thoải mái hơn, lòng không bị đau và cũng không thấy tiếc tiền. Chính biểu lộ tình cảm chân thành của ông đã làm tổn thương cái tâm hư vinh giả dối của tôi, khiến tôi cảm thấy đấu trí với một người già thật thà giống như một người lớn lấy kẹo để dụ dỗ một đứa con nít vậy. Thật là vô sỉ, chẳng còn gì để nói nữa. Ông ấy đã chăm lo cho mẹ tôi rất tốt. Bà ấy mỗi lần gặp tôi đều bảo cần phải giảm cân. Đó là một giọng điệu hạnh phúc. Ông ấy nấu ăn thật sự rất ngon. Một lần nọ, khi cùng ăn cơm với mọi người, tôi không nhịn được nói vợ rằng, lần sau khi chú Đường làm cơm, em hãy ở bên cạnh mà học hỏi một chút. Trong sắc mặt của vợ vốn không hề có phần muốn học, trái lại còn có mấy phần tức giận. Ông vội vàng đứng ra giải vây, ông nói, một đời này của bố đều không làm được gì tốt cả, chỉ có chút tài nghệ làm được mấy món ăn. Các con đều là những người làm chuyện đại sự, tuyệt đối đừng có học theo ta. Nếu muốn ăn thì hãy đến đây, đến bất cứ lúc nào cũng được. Làm cơm này sợ nhất là cơm mình làm không có người ăn. Hôm đó, khi chúng tôi đi về, ông ấy đã gói rất nhiều đồ do chính ông làm, bảo chúng tôi mang về, vừa cầm lấy tay tôi, vừa nói, đừng có khen cơm của bố nấu ngon nữa. Nói thật lòng, hễ có người nói đến ưu điểm này thì bố rất ngại. Mọi người đàn ông chỉ biết nấu ăn, còn ở phương diện khác thì lại không làm được trò trống gì cả. Đây đâu thể nói là ưu điểm được. Trên đường về nhà, tôi đã kể lại cho vợ nghe những lời này của ông. Cô ấy nói, người như ông ta, trời sinh là số phải phục vụ người ta. Trời sinh chính là bằng lòng cúi đầu đến sát mặt đất. Mẹ chúng ta có phúc khí, già rồi còn là một hoàng thái hậu. Tôi vừa lái xe, vừa dùng mắt liếc nhìn vợ, cảm nhận sự khinh thường của vợ đối với ông ấy. Trong lòng lại không biện giải gì cho ông. Rốt cuộc, ông trước sau vẫn là một người ngoài mà. Xấu hổ. Hôm sau tôi dọn sang nhà mới, ông ấy và mẹ tôi đã đến nung đáy nồi. Một tập tục khi dọn nhà cho chúng tôi. Ông đã làm theo tập tục nung đáy nồi một cách cẩn thận, kỹ càng đâu vào đấy. Nhưng mà đợi đến lúc ăn cơm, ông lại không xuất hiện trên ghế dành cho bề trên. Tìm khắp nơi đều không thấy ông ấy. Gọi điện thoại cho ông cũng là ở trong tình trạng khóa máy. Dường như đã tính toán kỹ thời gian. Khi khách khứa đi hết cả, ông đã quay trở lại, đem những đồ ăn thừa còn lại đựng trong hộp cơm mà ông đã chuẩn bị sẵn để đem về nhà ăn. Mẹ không mong ông làm như vậy, cảm thấy tủi thân cho ông.
Ông nhỏ tiếng nói thầm với bà: "Buổi tối anh sẽ nấu cơm mới cho em, nhưng cái này anh sẽ tự ăn hết." Mẹ nói: "Làm gì mà ngày nào cũng phải ăn cơm thừa, rau thừa như vậy chứ? Anh có biết rằng em thấy anh làm như vậy trong lòng rất khó chịu hay không?" Ông ấy đã an ủi mẹ tôi rằng: "Em tuyệt đối đừng có thấy khó chịu. Để anh nhìn thấy lãng phí như vậy, trong lòng anh mới thấy khó chịu. Tiền của thụ tán, tên của tôi đều là rất vất vả mà đánh đổi lấy. Chúng ta không giúp con nó được gì cả, vậy thì hãy gắng sức tiết kiệm thay cho nó." Lời của ông khiến cho mẹ tôi day dứt. Sau đó bà ấy quyết định nói với tôi. Nghe thấy mẹ nói thay cho ông ấy trong điện thoại, lúc đó cảm giác trong lòng tôi rất phức tạp. Đồng thời cũng vì phần phức tạp này của mình mà cảm thấy xấu hổ. Dần dần, thiện cảm đối với ông ấy mỗi lúc một nhiều hơn. Có những lúc, thậm chí có phần ỷ lại, ông ấy luôn âm thầm làm rất nhiều chuyện cho chúng tôi. Thay ống nước bị hư trong nhà, mỗi ngày đưa cháu đến nhà trẻ và rước cháu về nhà. Khi mẹ nằm viện, ông ấy đã không ngủ, không nghỉ mà chăm sóc bà, mãi đến sau khi xuất viện mới nói với chúng tôi. Chỉ là không ngờ rằng có một ngày, ông cũng ngã bệnh. Hơn nữa, bệnh còn nghiêm trọng đến thế. Trên đường, ông ấy đưa con của tôi đến nhà trẻ, đột nhiên ngã xuống. Bệnh tai biến mạch máu não, bán thân bất toại mà nằm trên giường. Tôi, còn con trai của ông ấy, ban đầu đều rất tích cực đối với việc điều trị của ông. Chúng tôi mong ông mau chóng khỏe lại, vẫn có thể chịu mệt nhọc vất vả mà phục vụ cho chúng tôi giống như trước đây. Nhưng mà ông đã không bao giờ đứng dậy được nữa. Trước đây ông chỉ biết mỉm cười, không ngờ giờ đây đã biến thành yếu ớt như vậy, lúc nào cũng chảy nước mắt. Mẹ chăm sóc ông khóc. Chúng tôi đẩy xe lăn dẫn ông đi chơi vùng ngoại ô, ông khóc. Nhiều lần nằm viện, nhìn thấy tiền bị tiêu đi như nước, ông khóc. Cuối cùng có một ngày, ông đã dùng con dao cạo râu ra sức cắt cổ tay của mình. Cấp cứu trong suốt 5 giờ đồng hồ, ông mới giằng co từ cõi chết trở về, rất mệt mỏi, cũng rất tuyệt vọng. Điều thật sự không ngờ rằng người đầu tiên bỏ ông ấy đi lại chính là con trai của ông. Con trai của ông rất ít khi đến thăm ông, sau này còn không chịu ló mặt ra lấy một lần. Mỗi lần gọi điện thoại, anh ta đều nói rằng mình đã đi công tác, sẽ trở về ghé thăm ông sau. Điều khiến tôi không ngờ hơn nữa, mẹ tôi lúc này cũng đề xuất với tôi rằng bà muốn chia tay với ông. Hai người vốn dĩ cũng chưa có đăng ký, chỉ là chuyện vỗ mạnh một cái, mỗi người mỗi ngả. Mẹ tôi nói với tôi rằng, mẹ đã già rồi, không lo nổi cho ông ấy nữa. Mẹ không giúp được gì cho con cả, nhưng cũng không thể lượm một người cha tàn phế về làm liên lụy con được. Đây chính là hiện thực tàn nhẫn. Tôi không muốn để mẹ tôi làm người ác, thế là tôi đành phải nhẫn tâm đóng vai kẻ ác, quyết định tự mình đến nói ra câu chuyện chia tay này. Tôi nói với ông, người vốn đang nằm trong bệnh viện rằng: "Chú Đường, mẹ con bệnh rồi." Nước mắt của ông lại tuôn trào như mưa. Tôi gắng sức nói ra những lời tàn nhẫn. "Chú biết đấy, mẹ con cũng đã có tuổi rồi. Những ngày này, bà ấy đối với chú như thế nào, chú cũng đã thấy rồi." Chú tiếp tục chảy nước mắt gật đầu. Tôi lại tiếp tục nói, "Chú Đường, chúng con còn phải đi làm ăn nữa. Mẹ con sức khỏe lại không được tốt. Chú xem như vậy có được không? Sau khi xuất viện, chú hãy về nhà của chú. Con sẽ thuê một bảo mẫu cho chú. Đương nhiên, tiền sẽ do con trả. Con cũng sẽ thường xuyên đến thăm chú." Khi nói đến đây, chú không khóc nữa. Chú gật đầu liên hồi, nói một cách cảm kích. "Nếu được như vậy thì tốt quá. Nếu được như vậy thì đúng là tốt quá. Không cần mời bảo mẫu, thật sự không cần." Tôi bước ra đến khuôn viên của bệnh viện, lại chảy nước mắt.
Không rõ đó là cảm giác nhẹ nhõm sau khi được giải thoát hay là trong lòng có nỗi day dứt không nói thành lời. Tôi đã mời một bảo mẫu cho ông ấy, trả trước chi phí trong một năm. Sau đó, tôi lại đến nhà ông ấy, thuê công nhân tu sửa lại nhà cho ông. Tôi đã cố gắng làm đến trọn nhân trọn nghĩa, không phải vì ông, chỉ vì an ủi nỗi bất an trong lòng. Cái ngày ông ấy xuất viện về nhà, tôi không có đi, mà bảo tài xế trong đơn vị đến đón ông. Sau khi tài xế trở về và nói với tôi rằng chú Đường nhờ tôi nói tiếng cảm ơn với anh, còn bảo rằng ngay cả con trai ruột của chú cũng không làm được như vậy. Những lời này đã an ủi tôi ít nhiều, khiến tôi cảm thấy nhẹ nhõm phần nào. Nhưng loại an ủi này vốn không duy trì được bao lâu. Ngày xuân lạnh buốt, ngày Tết không có ông ấy ở nhà, chúng tôi thấy có chút buồn tẻ. Không có một người bằng lòng vùi đầu vào trong bếp làm đủ các loại món ăn cho chúng tôi. Chúng tôi ngồi ăn cơm tất niên trong khách sạn 5 sao, nhưng lại không cảm nhận được cái hương vị nồng ấm của ngày Tết nữa. Con trai trên đường về nhà nói, con muốn ăn món cá chép do ông nội làm cơ. Vợ tôi nháy mắt ra hiệu cho con trai đừng có nói nữa. Nhưng mà con trai lại quậy càng dữ dội hơn. Tại sao mọi người lại không để cho ông nội về nhà đón Tết? Mọi người đúng là thật xấu xa. Vợ tôi tức giận giáng cho con trai một cái bạt tai thật mạnh. Nhưng cái bạt tai đó giống như là đang đánh vào mặt tôi vậy. Khắp mặt sưng lên đau đớn, một câu nói của con trai khiến cho điều chúng tôi tự thấy an ủi đều đã sụp đổ tan tành. Tôi từ trong kinh chiếu hậu nhìn thấy đôi mắt của mẹ cũng đang đỏ hoe. Không nghĩ cũng hiểu, đó là ngày 30 Tết buồn tẻ biết mấy. Tôi thấy rất nhớ năm ngoái, cái năm mà ông ấy vẫn còn ở nhà chúng tôi, một gia đình êm ấm hạnh phúc, luôn được xây dựng trong sự phó xuất lặng lẽ của một người. Không biết giờ này chú Đường đang đón Tết với ai? Liệu có còn nhớ đến chúng tôi chăng? Liệu có sự vô tâm của chúng tôi mà trong lòng cảm thấy tủi thân không? Về nhà, sau khi tiếng trống đầu xuân vang lên, tôi lái xe đến chỗ chú Đường. Ông ấy bước những bước chân tập tễnh ra mở cửa cho tôi. Nhìn thấy tôi, miệng đang nở nụ cười, trong mắt lại đẫm lệ. Đi vào ngôi nhà lạnh lẽo của ông, nước mắt của tôi cũng không thể ngăn lại được nữa. Tôi cầm điện thoại lên gọi cho con trai của ông ấy. Sau khi mắng chửi cho anh ta một trận, bắt đầu gói sủi cảo cho ông. Bảo mẫu đã về nhà đón Tết rồi. Trên đầu giường đã chuẩn bị sẵn điểm tâm đủ cho ông ấy dùng đến ngày 15. Trong lòng tôi cũng thầm trách mẹ. Những chiếc sủi cảo nóng hổi cuối cùng đã khiến trong nhà ông ấy có một chút không khí ấm cúng của ngày Tết. Chúng tôi cứ ăn một miếng sủi cảo, nước mắt lại lã chã tuôn rơi. Buổi sáng tinh mơ của ngày mùng 1, tôi lảo đảo rời khỏi căn nhà của ông. Tôi đã uống rượu, đậu xe ngay dưới lầu của ông ấy, một mình đi trên đường lạnh tanh, trong lòng đầy dẫy thê lương. Điện thoại reo lên, là vợ tôi gọi đến. Anh ở đâu vậy hả? Tôi phát hỏa lần nữa. Tôi đang ở trong nhà của một ông lão cô độc, nghe rõ chưa hả? Chúng ta là loại người gì vậy hả? Khi ông ấy có thể đi lại được, chúng ta lợi dụng người ta. Còn bây giờ ông ấy không cử động được nữa, chúng ta lại gửi trả về. Lương tâm của chúng ta phải chăng đã bị chó ăn mất rồi? Vậy mà còn đòi học theo người ta, nói nhân nghĩa, đạo đức, tôi khinh. Trên đường cái, tôi mắng chửi bản thân mình thật tệ hại. Mắng đủ rồi, mắng mệt rồi, tôi không chút do dự mà chạy ngược trở lại, cõng ông ấy trên lưng rồi ra bên ngoài. Ông ấy dãy giụa hỏi tôi, con làm vậy là sao? Tôi lấy giọng điệu chắc nịch và nói với ông rằng, về nhà, ông nội mà, chính là để chúng ta yêu thương. Ông ấy đã trở về. Người cảm thấy vui nhất là con trai tôi. Nó vừa ôm hôn ông, luôn miệng đòi ăn món cá chép, đòi ăn món bánh quay chèo, muốn làm thẻ siêu nhân. Vợ lôi tôi vào phòng hỏi tôi, anh điên rồi sao?
Ngay cả đến con trai ông ta còn không lo cho ông ta. Anh dẫn ông ta về nhà làm gì vậy? Tôi không nổi nóng nữa, ôn hòa, nhã nhặn nói với cô ấy. Con trai ông ấy làm chuyện không đúng, đó là chuyện của anh ta. Không nên lấy đó làm cái cớ để chúng ta bỏ rơi ông ấy. Anh không yêu cầu em phải xem ông ấy như bố chồng của mình. Nhưng mà nếu như em yêu anh, nếu như em biết nghĩ cho anh, thì hãy xem ông ấy như người một nhà. Bởi trong lòng của anh, ông ấy chính là người nhà, chính là người thân. Bỏ rơi ông ấy thì rất dễ dàng, nhưng không giấu được nỗi day dứt trong tâm. Anh muốn tâm mình được thanh thản một chút, chỉ đơn giản vậy thôi. Cùng một lời này, khi nói với mẹ, bà nước mắt như mưa, nắm chặt lấy tay tôi nói rằng: "Con trai à, mẹ thật không ngờ con lại có tình, có nghĩa như vậy." Tôi nói: "Mẹ yên tâm đi." Nói hơi khó nghe một chút, cho dù sau này có một ngày mẹ mà đi trước chú ấy, con cũng sẽ phụng dưỡng chú ấy đến cuối đời. Với thu nhập của con hiện giờ, nuôi chú ấy nào có chuyện khó gì, thêm một người thân thì có gì không tốt chứ. Một lúc sau, con trai tôi đi vào xin tôi: "Bố ơi, đừng có gửi ông nội về nữa, sau này con sẽ chăm ông nội. Sau này bố già rồi, con cũng sẽ chăm sóc bố mà." Tôi ôm con trai vào lòng, chống ngực đập thình thịch. Thật may là vẫn chưa quá muộn, còn may chưa để lại một ấn tượng bất hiếu trong lòng của con. Ông nội mà, chính là để cho chúng ta yêu thương, sao lại gửi đi được nữa? Tôi mở miệng nói đùa với con trai để củng cố niềm tin vững chắc cho nó. Đọc xong, bạn có lĩnh ngộ được đạo lý giản dị trong đó hay không? Thật ra, cha mẹ vốn đòi hỏi không nhiều, chỉ là một lời chào hỏi: "Cha, mẹ hôm nay có khỏe không?" Chỉ cần mua một ít thức ăn khuya, nấu một bữa cơm tối thật đơn giản, trước khi ngủ đắp chăn cho họ, trời lạnh thêm áo ấm, đeo găng tay giúp họ, chỉ những cử chỉ rất nhỏ thôi cũng sẽ khiến họ thấy ấm áp, vui vẻ rất lâu. Có những lúc tôi thường hay nghĩ, tôi mong con cái của tôi sau này sẽ đối xử với tôi thế nào đây. Tôi tin rằng đời người là một vòng tuần hoàn. Bây giờ bạn đối đãi với cha mẹ mình như thế nào, sau này con cái của bạn cũng sẽ đối xử với bạn như vậy. Bạn thân mến, trên đời này ân tình khó trả nhất chính là ân tình của cha mẹ. Mong chúng ta đều có thể lấy tâm hiếu thuận mà chăm sóc cho cha mẹ, lấy tâm cảm ơn mà hiếu thuận với cha mẹ. Sinh mệnh không đòi hỏi chúng ta phải trở thành người tốt nhất, mà chỉ đòi hỏi chúng ta cố gắng hết sức mà thôi. Cây muốn lặng, gió chẳng muốn đừng. Con muốn tận hiếu nhưng song thân không còn nữa. Chuyện khó chờ đợi nhất trên thế gian này chính là hiếu kính cha mẹ. Đừng đợi khi mất đi rồi mới hối tiếc rằng bản thân ngày trước không biết trân quý. Cảm ơn quý vị và khán thính giả đã lắng nghe. Xin chào và hẹn gặp lại ở những video tiếp theo.